Nói là tôi không muốn nghe. Anh cứ nghe kế hoạch của tôi đi đã. Sau khi kinh doanh qua mạng xong á thì sẽ xây dựng thương hiệu. Khi mà xây dựng này thương hiệu... Thùng anh vừa bảo với tao là đừng làm như thế nữa. Thôi, dù sao đi đến nước này là cũng khá lắm rồi. Nói thật nhá, tao không phục mày lắm đấy. Thế nên bây giờ nghỉ ngơi đi, suy nghĩ ít thôi. Và tao tin chắc là ngoài kia sẽ có một tình yêu đích thực đang chờ đợi mày. Chắc chắn là như thế. Cái gì? Thì bây giờ mày từ bỏ tình yêu đơn phương với Thục Anh rồi, thì phải tìm đến một cô gái nào khác chứ, đúng không ạ? Không đúng. Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Tao bảo từ bỏ là từ bỏ ý tưởng tao tán Thục Anh qua đường tiêu hóa cơ. Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh tôi trong lúc tôi tồi tệ nhất. Anh Đăng, anh đầu tư dự án cho tôi nhé. Tôi hứa là sẽ cảm ơn anh đến cuối cuộc đời này. Không. Ơi, tôi nghiêm túc mà. Tôi cũng đang rất nghiêm túc. Không. Khoan đã, nhưng mà anh phải nghe tôi nói. Đấy, không.